Nhưng mà cho dù là những ngân hàng bây giờ đang bất ổn chúng ta thấy được là cần phải có sự nhúng tay đến từ Fed, đến từ Bộ Tài chính, đến từ FDIC. Nhưng mà chúng ta đã thấy được là có một cái ngân hàng bây giờ họ đang phàn nàn là họ muốn gia nhập cái hệ thống ngân hàng của Fed, đó chính là ngân hàng Custodia. Nhưng mà Fed đã từ chối và không cho họ gia nhập hệ thống ngân hàng. Tại vì sao vậy? Tại vì Fed nói đó là Fed có cái sự lo lắng à, liên quan đến là cái ngân hàng Custodia này là một ngân hàng mà chuyên cung cấp dịch vụ cho ngành crypto các bạn à chúng ta thấy được là crypto bây giờ chúng ta đã không còn một ngân hàng nào chuyên À, về crypto nữa, tại vì chúng ta đã biết là có hai ngân hàng lớn là Silvergate và Signature thì coi như họ đã không có tiếp tục hoạt động nữa rồi. thì bây giờ chúng ta vẫn có những đối tác ngân hàng nhưng mà họ không có chuyên về ngành crypto thì mở ngân hàng cũng khó khăn và sử dụng cũng có những cái hạn chế. đó là lý do tại sao mà chúng ta được ở trên Twitter có nhiều người nói là chúng ta cần một ngân hàng mới xuất hiện à, để thay thế Silvergate và Signature. thì à, ngân hàng của Studia này họ nói là họ không có xin được cái hội viên đến từ Fed tại vì lý do là Fed nói là quá nguy hiểm tại vì ngân hàng này chỉ chú tâm đến crypto mà thôi lỡ như mà crypto có vấn đề gì thì ngân hàng này sẽ gây ảnh hưởng đến cả hệ thống ngân hàng vì lý do đó đã từ chối không cho tham gia nhưng mà các bạn có thể thấy được là điều này đó cũng không có hợp lý tại vì chúng ta đã thấy được là những sự kiện gần đây xảy ra những ngân hàng đó đó thật sự là không chuyên về một ngành nào hết họ cũng bị ảnh hưởng tại vì chúng ta được là ảnh hưởng đến từ cái trái phiếu giảm giá từ việc phép tăng lãi suất và chúng ta cũng thấy ngân hàng SBB là ngân hàng địa phương lớn mà đã sụp đổ đó thì ngân hàng SVB ngân hàng đâu có chuyên về crypto đâu các bạn nhưng mà cũng chuyên về ngành công nghệ nhưng mà các bạn thấy được là Fed không có xem ngành công nghệ nguy hiểm như crypto trong khi mà chúng ta đã nhìn thấy được tận mắt năm vừa rồi đó những lúc mà thị trường dao động thì những cổ phiếu công nghệ như thế nào chúng ta nhìn vào cổ phiếu của Meta cổ phiếu của Amazon cổ phiếu của Google cổ phiếu của những công ty lớn à, cổ phiếu của Netflix các bạn đã được là cái sự sụp đổ của những cổ phiếu đó năm ngoái như thế nào rồi bây giờ chúng ta mới thấy được là có một cái sự hồi phục lại mà thôi cũng giống như là crypto thì nếu như mà nói là crypto bây giờ quá dao động và nguy hiểm đó thì chúng ta hãy nên nhìn lại những cái cổ phiếu công nghệ trong một năm qua như thế nào chúng ta hãy nên nhìn lại cổ phiếu ngân hàng trong vòng mấy tuần qua như thế nào cho nên cái lập luận là crypto bây giờ quá nguy hiểm cũng không có hợp lý đâu và đó cũng là lý do tại sao mà ngân hàng này phàn nàn và họ nói là nếu như mà Fed không có cho họ gia nhập và nếu như mà cho gia nhập đó, thì bắt buộc họ phải không có cung cấp dịch vụ cho ngành crypto thì điều đó là một cái sự kỳ thị đối với ngành crypto này và có khả năng là họ sẽ gặp phép tại tòa án đó là cái thông tin mới nhất và cũng đáng tiếc mà thuận muốn chia sẻ với các bạn nhưng mà nếu như các bạn nghĩ là hiện bây giờ đó chúng ta tiếp tục bị tấn công đến từ Fed đến từ FDIC đến từ Bộ Tài chính đến từ SEC thì thật ra cái đó chỉ đúng một phần mà thôi các bạn, nói đúng hơn đó là những gì xảy ra gần đây các bạn thấy được là ảnh hưởng đến những công ty. Có phải là Fed muốn tiêu diệt thị trường này? Có phải là FDIC, Bộ Tài chính, FTC muốn tiêu diệt thị trường crypto này bằng cách là tiêu diệt những công ty? Thì đó cũng không hẳn đâu các bạn, để thường chia sẻ thêm một số điều mà các bạn có thể cảm thấy rất là thú vị cho dù gần đây chúng ta nghe nói biết bao nhiêu là cái sự đàn áp đến từ SEC đến từ tiểu bang New York về thì crypto này nhưng mà các bạn có biết là chúng ta lại vừa nghe cái thông tin cách đây chỉ có hai ngày là Nasdaq sẽ chuẩn bị ra mắt một cái công ty chuyên lưu trữ crypto những công ty khác và họ sẽ ra mắt vào phần nữa phần còn lại của năm nay có nghĩa là bắt đầu từ tháng 6 tháng 12 đó thì khả năng trong khoảng thời gian đó Nasdaq sẽ có cái dịch vụ này thì các bạn có nghĩ đi Nasdaq là một cái nơi giao dịch chứng khoán lớn tại Hoa Kỳ chúng ta đã biết chúng ta có những chỉ số lớn như là Nasdaq, Dow Jones, S&P 500 thì Nasdaq là một trong những cái nơi mà có nhiều công ty công nghệ giao dịch mà chúng ta đã thấy được là bây giờ Nasdaq lại muốn cung cấp dịch vụ lưu trữ crypto cho những công ty thì có phải là Nasdaq nghĩ là SEC Bộ Tài chính sẽ đàn áp và tiêu diệt tiền crypto Hoa Kỳ hay là không? Và nếu như nghĩ như vậy thì họ làm sao mà có tiền dư hay là họ đang rảnh hay sao mà họ lại muốn mở một cái dịch vụ liên quan đến crypto đi không phải rồi các bạn Nasdaq là một trong những nơi mà tôi nghĩ là có cái quan hệ mật thiết và có cái sự liên kết với lại SEC với lại Bộ Tài chính của Hoa Kỳ thì đương nhiên khi mà họ ra cái thông tin này thì họ đã biết là ngành crypto sẽ Tiếp tục phát triển cho nên họ mới mở dịch vụ này để mà cung cấp dịch vụ Cho những công ty lưu trữ crypto với họ Và chúng ta cũng đã nghe cách đây khoảng chừng là 5 tháng đó, Thì BNY Mellon, một ngân hàng lớn Thì họ cũng bắt đầu ra dịch vụ là lưu trữ crypto cho những cái công ty Thì đây là cái gì các bạn? Đây là một cái dấu hiệu cho thấy được là họ nghĩ là nhu cầu Đến thì những công ty cần lưu trữ crypto đang ngày lại sẽ càng tăng Tại sao như vậy? Thì thường chỉ có thể nghĩ đến một điều đó chính chúng ta có khả năng là sẽ thấy nhiều quỹ đầu tư, nhiều cái quỹ ETF sẽ xuất hiện trong thời gian tới đây và những cái quỹ đó thì họ cần một nơi để mà lưu trữ crypto của họ và đặc biệt đó là họ nói tới Bitcoin và Ether, ngay cả Nasdaq và ngay cả Bill thì điều nói tới là họ chỉ cung cấp dịch vụ cho Bitcoin và Ether mà thôi. Thì có phải là Bitcoin và Ether sẽ không phải là chứng khoán và tất cả còn lại đều là phải cái đó chúng ta không biết. Đương nhiên đó là quan điểm đến từ SEC. Uh, SEC nói là ngoại trừ Bitcoin ra thì tất cả đều có thể là chứng khoán Nhưng mà bây giờ chúng ta thấy được là Nasdaq và Bill Whitemelon thì chỉ nhắm vào Bitcoin và Ether mà thôi Cũng có thể là họ lo những năm còn lại là chứng khoán Hoặc là họ nghĩ là cái nhu cầu của BTC và Ether sẽ nhiều hơn cho nên họ muốn chú tâm vào Bitcoin và Ether nhưng mà cái điều mà quan trọng hơn đó là có thể là nhiều bạn nghĩ là tại sao lại cần những dịch vụ này Những người như là thuộc với các bạn thì đương nhiên là chúng ta muốn tự lưu trữ khóa cá nhân Nhưng mà không ai cũng muốn lưu trữ khóa cá nhân đâu các bạn Có nhiều người họ chỉ muốn tiếp cận Bitcoin và Ether hay là bất cứ crypto nào Nhưng mà họ chỉ muốn tiếp cận giá cả mà thôi à, Chứ còn họ không có quan tâm đến là tự lưu trữ cái suy nghĩ của họ là đây là một cái mảng đầu tư họ muốn đa dạng hóa mà thôi cho nên không phải ai cũng có nhu cầu để mà tự ừ, lưu trữ crypto Thêm vào đó các bạn có biết là công ty Circle sau khi mà lấy lại được 3.3 tỷ đô la tiền từ ngân hàng Silicon Valley Bank thì 3.3 tỷ đô la này họ đã gửi tới đâu? Họ đã gửi tới BNY Mellon các bạn cũng là một ngân hàng lớn ở Fort Worth chúng ta cũng thấy được là công ty Circle đó họ nói là họ có khoảng chừng là 34.6 tỷ đô la USDC ở trên thị trường họ cũng có cái số lượng tương tự dự à, trữ và các bạn thấy được là phần nhỏ đó họ lưu trữ là khoảng 5.6 tỷ là tiền ở những ngân hàng nhưng mà phần còn lại đó là 29 tỷ là họ lưu trữ những cái công trái phiếu ngắn hạn ở Hoa Kỳ thì đó là cách mà họ lưu trữ tài sản và các bạn có biết là cái số tài sản này đó từ từ họ sẽ chuyển đến đâu hay không? Họ sẽ chuyển đến BlackRock các bạn. BlackRock đương nhiên là một công ty đầu tư phú ward rất lớn rồi thì tài sản của công ty Circle từ từ sẽ chuyển đến để mà được quản lý bởi BlackRock và chúng ta cũng đã nghe cái thông tin gần đây là Fidelity một công ty đầu tư chứng khoán rất là lớn à, mà nhiều bạn sử dụng ở Hoa Kỳ thì cũng đã mở một sàn cho crypto rồi thì cái mà Thuận muốn chia sẻ với bạn ở đây đó là có phải để chúng ta thấy được là sec bộ tài chính FDIC sẽ muốn tiêu diệt crypto hay không thì không hẳn đâu các bạn nếu như vậy đó thì tại sao tất cả những công ty này đều lần lượt ra cái dịch vụ mà cái mà chúng ta cần phải nên để ý là những nơi mà bị tấn công gần đây chính là những công ty cung cấp dịch vụ trong thiền crypto này ta đã thấy được là chúng ta nghe nói từ Kraken, chúng ta nghe nói từ uh, Coinbase và đương nhiên Binance sẽ bị đàn áp liên tục. Thì có khả năng gì các bạn? Đương nhiên cái này là thuận suy nghĩ mà thôi, không có bất cứ một bằng chứng nào nhưng mà nhìn giống như là đang có một chiến dịch chiến dịch này đó là thứ nhất là muốn tung ra nhiều cái thông tin xấu để mà giữ thị trường này ngay thời điểm này mà không có muốn cho thị trường này phát triển quá mạnh đó là điều đầu tiên điều thứ nhì thì chúng ta được là có một cái chiến dịch gì đó muốn tiêu diệt những công ty đang sẵn có trong thị trường này và khi những công ty đó đã không còn nữa thì các bạn nghĩ là nhu cầu vẫn còn đó người ta vẫn muốn mua giao dịch lưu trực crypto mà bây giờ không có những công ty đó nữa thì họ sẽ tìm đến đâu các bạn? Họ sẽ tìm đến những công ty mới hơn Và những công ty mới hơn đó là những công ty gì các bạn? Là những công ty ở phố Wall Chúng ta sẽ nghe nói tới BlackRock, Fidelity, chúng ta sẽ nghe nói tới BNY Mellon Chúng ta nghe nói tới Nasdaq mới đây Thì đây là một cái sự chuyển đổi các bạn Thường cảm thấy như ai đó muốn chuyển quyền lực đến cho những công ty phố Wall Để những công ty phố Wall chính là những công ty mà sẽ cung cấp tất cả dịch vụ trong trường crypto này đó là cái suy nghĩ cá nhân của thuận mà thôi các bạn nghĩ sao các bạn hãy comment bên dưới chứ nếu như không đó thì thuận không có lý do gì để giải thích được là tại sao những công ty này họ thấy biết bao nhiêu là cái sự đàn áp gần đây nhưng mà họ vẫn muốn đâm đầu vào các bạn các bạn nghĩ sao thì có thể comment ở bên dưới và điều này thường cảm thấy là không phải là chỉ xảy ra ở hoa kỳ đâu chúng ta có thể À, nhìn thấy những thông tin đến từ những cái công ty ở châu Âu. Chúng ta biết là chúng ta thường hay nhận được những cái tin tức xấu từ cái dự luật liên quan đến crypto châu Âu. À, thường đã chia sẻ khá nhiều rồi những cái dự luật như là KYC một cách mà những cái công ty hiện bây giờ cung cấp dịch vụ crypto châu Âu họ khó có thể à, theo được nhưng mà chúng ta một mặt đó lại nhận được những thông tin như là các bạn nhìn thấy trên màn hình đó, thì chúng ta có một cái À, công ty lớn à, công ty này gọi là DWP Bank các bạn thực ra cái từ này cũng không biết đọc sao nữa à, Deutsche World Papier Service Bank <laughs> tôi nghĩ là như vậy tôi không biết là đọc tiếng Đức đâu các bạn nhưng mà đây là cái công ty mà họ sẽ tạo ra một nền tảng mới có tên là WP nền tảng này chủ yếu là để cung cấp dịch vụ giao dịch BTC cho hơn 1.200 ngân hàng ở Đức trong nửa cuối năm nay à, thì các bạn thấy được là chúng ta cũng có những cái thông tin tương tự tại sao mà chúng ta lại thấy những cái thông tin xấu liên quan tới luật đến từ Châu Âu nhưng mặt khác lại có nhiều cái ngân hàng lớn, những công ty lớn ở Châu Âu mà không phải đến từ crypto này là những công ty từ À, thị trường tài chính truyền thống Lại một mươi dịch vụ cho giao dịch BTC Một lần nữa chúng ta chỉ nghe nói tới BTC và Ether mà thôi Và trong trường hợp này chỉ có BTC thôi các bạn Nhưng mà giao dịch thì sẽ không có rút ra được Theo thường hiểu à, trong cái bài viết này Họ nói là các bạn có thể giao dịch BTC Khi mà dịch vụ này bắt đầu Nhưng mà các bạn chỉ có thể mua bán Chứ không thể rút ra về ví cá nhân được rồi cái phần kế tiếp tôi muốn chia sẻ với các bạn là chúng ta hãy dành một ít thời gian để mà nhìn về một số những tài liệu on-chain xem coi là tình hình bây giờ như thế nào các bạn và những uh, gì mà thường thường hay chia sẻ với bạn trước đây đó tôi muốn cập nhật uh, những cái chuyển biến gần đây như thế nào thì chúng ta cũng đã biết là trên màn hình uh, đây là một cái chỉ số mà nhiều bạn quen thuộc đó chính là chỉ số NUPL uh, thì chúng ta được là chỉ số này đó có nhiều màu các bạn trên màn hình biểu đồ này đó đi từ uh, cái màu hồng bên dưới này đó thường đây là cái dùng gọi là dùng tích lũy các bạn và cái dùng này là cái dùng mà có tên là capitulation có nghĩa là dùng đầu hàng rồi chúng ta thấy được là kế đó đó là cái dùng màu cam có nghĩa là cái dùng có hy vọng và kế đó cái dùng mà màu nâu đó là optimism có nghĩa là lạc quan rồi sau đó chúng ta đi vào cái dùng màu xanh cây là chúng ta có cái dùng tin tưởng và cuối cùng À, màu xanh dương đó chính là cái dùng hưng phấn thì chúng ta đã được là giá của BTC đã rời khỏi cái dùng màu hồng này rồi các bạn chúng ta thấy được là lần cuối cùng dùng màu hồng này xuất hiện đó là giá khoảng chừng là 16 15 ngàn đô như các bạn nhìn thấy trên màn hình chúng ta bây giờ đã chuyển qua cái dùng màu cam rồi đi vào dùng màu nâu luôn rồi chúng ta bây giờ đang ở cái dùng gọi là lạc quan đưa anh UPL nhưng mà cái mà tôi muốn chỉ ra được đó khi chúng ta Tiếp tục nhìn những cái chỉ số on-chain đến từ classno Các bạn thì được là chúng ta à, đã thấy được những chỉ số này đã rời khỏi dùng tích lũy rồi à, Chúng ta cũng sẽ nhìn thấy được à, chỉ số liên quan đến phần trăm BTC đang có lời hiện tại Thì à, dựa theo cái tài liệu mới nhất từ ClassNode đó Cái phần trăm BTC đang có lời hiện tại là 73.33% Cũng không phải nhiều lắm các bạn Nhiều là chúng ta phải lên tới cái mức là khoảng chừng là 90% Nhưng mà chúng ta có thể nhìn thấy được là cái dùng màu xanh lá cây đó Trước đây là những cái dùng mà nếu như tính theo lịch sử là những dùng tốt để mà tích lũy các bạn Và chúng ta đã thấy được là đợt này cũng không ngoại lệ như những cái chu kỳ khác Khi mà mọi người cực kỳ lo lắng, cực kỳ tiêu cực Và rồi có thị trường này đó thì chúng ta đã thấy là cái đường màu cam này Đi vào cái dùng màu xanh lá cây Có nghĩa là cái dùng tích lũy và thường nó chia sẻ khá nhiều à, Trong thời gian mấy tháng qua với các bạn rồi Những dùng như các bạn nhìn thấy được là 16.000, 15.000, 19.000 những vùng này là như mà tích lũy đương nhiên trong thời gian đó đó không biết là nhiều bạn có sự lo lắng cho nên khi các bạn nhìn thấy những thông tin là chúng ta đang nằm trong vùng tích lũy đó thì nhiều bạn sẽ không có lòng tin và cũng không có đủ can đảm để mua nhưng mà chúng ta thấy được là lịch sử lại cứ lặp lại sau đó chúng ta thấy được là cái đường màu cam này đã rời khỏi dùng tích lũy và giá của BTC cũng đã tăng lên từ những mức thấp như là 16.000, 15.000 chúng ta cũng sẽ thấy cái tài liệu tương tự liên quan tới o các bạn Nhưng cái biểu đồ này cái nhìn cũng rất đơn giản giống nhau mà thôi cách tính thì khác nhau nhưng mà cái cách nhìn thì giống nhau các bạn khi mà cái đường màu cam này đi vào cái dùng màu xanh lá cây đó đó chính là cái dùng tích lũy các bạn và rời khỏi thì chúng ta đã không còn trong dùng tích lũy nữa và chúng ta được là chúng ta đã rời khỏi cái dùng tích lũy rồi Và cũng tương tự chúng ta được là cái chỉ số này đã nằm trong dùng màu xanh lá cây là lúc mà giá của BTC là khoảng chừng 16.000, 17.000, 18.000 và đã rời khỏi lúc đó là khoảng 20.176 đô. tô mutual cũng tương tự như vậy các bạn, chúng ta được là chúng ta đã có một thời gian tích lũy rồi sau đó cây đường màu cam này cũng đã rời khỏi dùng tích lũy và chúng ta còn thêm một cái nữa chính là Market Cap tutor mocap thì các bạn thấy được là cái cách nhìn cũng tương tự như mà thôi chúng ta đã rời khỏi cái dùng màu xanh lá cây chúng ta dùng tích lũy lúc này là khoảng chừng 16 sáu bảy ngàn đô thì bây giờ thuận chia sẻ những thông tin này với các bạn để làm gì thì cái mà thuận muốn nói lên là chỉ muốn chia sẻ để các bạn rút ra được một cái kinh nghiệm mà thôi tại vì không biết là có nhiều bạn thì đây là cái thời điểm mà các bạn chứng kiến giá cả đi xuống cả năm lần đầu tiên chứ còn những mà nào mà đã trải qua chu kỳ năm 2017, 18, 19 thì các bạn đã quá quen thuộc rồi nhưng mà nào mà ở đây từ uh, những chu kỳ năm 2014 15 thì đương nhiên các bạn uh, đã là sư phụ trong thị trường này rồi thậm chí muốn cho các bạn nhìn lại và các bạn rút ra kinh nghiệm là tin tức và cái tâm lý đó ảnh hưởng như thế nào À, khi mà chúng ta thấy là thị trường tăng trưởng nhanh trong mùa bull market thì các bạn không có thể nào suy nghĩ là tại sao mà giá có thể xuống được nhưng mà giá mọi người có thể xuống các bạn và cũng ngược lại khi mà chúng ta thấy được là thị trường ảm đạm trong mùa downtrend thì các bạn sẽ có những suy nghĩ là tiền đâu mà khiến cho giá tăng, lúc nào chúng ta cũng sẽ có những cái suy nghĩ đó và các bạn thường là bạn sẽ bị ảnh hưởng tâm lý. Giá lên thì không dám chút lời. Giá xuống lại không dám mua. Điều quan trọng hơn đó là chúng ta sẽ mãi không biết được là định ở đâu. Vậy đẩy ở đâu. Quan trọng đó là các bạn à, có chiến lược riêng gì. Và các bạn đã có trong đầu các bạn suy nghĩ là dùng nào nên mua, dùng nào nên chút lời. Và các bạn có thể dựa vào nhiều cái chỉ số on-chain. Chúng ta cũng có thể dựa vào phân tích kỹ thuật. Và đây cũng có đồng tin dài hạn. Thì các bạn cũng có thể nhìn vào những cái à, thông tin xem coi là chúng ta có thật sự thấy chuyện này xảy ra chúng ta có thấy được là cho dù giá cả đi xuống chúng ta vẫn tiếp tục thấy À, những cái hiện tượng như là BTC tiếp tục rời khỏi thị trường hay chúng ta vẫn tiếp tục thấy được là những công ty đó Họ vẫn đang gây dựng trong thị trường này Thì đó là những cái dấu hiệu cho thấy thị trường này đã Vẫn đang phát triển cho dù giá cả không có tốt Tại vì chúng ta à, đi theo chu kỳ Nhưng mà thị trường này nó vẫn đang phát triển Và khi mà chúng ta qua khỏi cái mùa đau trên này rồi Thì chúng ta mới thấy được là cái sự tăng trưởng của giá cả Nó có thể đi đến đâu khi mà chúng ta ngày lại càng vững chắc hơn Cũng giống như là bây giờ các bạn đã nhìn lại quá khứ các bạn cũng có thể rút ra được kinh nghiệm là tại sao mình lại nghĩ là giá có thể tăng nữa bây giờ nó đã quá rõ ràng tại vì sự kiện nó đã xảy ra rồi các bạn đã biết là đỉnh của cái chu kỳ rồi là bao nhiêu nhưng mà khi các bạn nghĩ là lúc đó mình đã quá nghi thơ thì nghĩ mà giá có thể tiếp tục tăng hoài mà mãi mãi không giảm thì ngược lại khi mà giá trong thời kỳ ảm đạm đó, các bạn cũng sẽ có những suy nghĩ là giá sẽ giảm hoài mà không bao giờ tăng à, thì khi mà giá bắt đầu đã có sự hợp phục đó các bạn nhìn lại các bạn mới thấy được là tại sao mình lại nghĩ như vậy đây là những cái tâm sự mà thường muốn chia sẻ với các bạn mà thôi và chúng ta cũng có một số những cái thông tin on chain phổ biến Thông muốn mang đến cho các bạn Chúng ta có thể nhìn thấy được là BTC Trong thời gian này đó có xuất hiện thêm trên sàn hay là không Thì câu trả lời là có các bạn Bắt đầu là từ ngày à, 11 tháng 3 đó cho đến ngày 19 tháng 3 Thì chúng ta có thêm một số lượng BTC đẩy lên trên sàn Thì có khả năng là đây là cái dấu hiệu của một số người chúc lợi các bạn. Tuy nhiên cái hiện tượng có nhiều BDC đẩy lên sàn đó thì cũng đã không tiếp tục xảy ra nữa sau ngày 19 tháng 3. Thì một phần của cái số lượng BDC này đó là đến từ những cái thợ đào. Các bạn cũng đã nhớ là thường đã chia sẻ là chỉ số MPI. Nhưng chỉ số ngoài thợ đào đó thì cũng đã tăng lên so với lại chung bình 12 tháng qua. Không có nghĩa là thợ đào bán nhiều các bạn. Nhưng mà cái chỉ số đó cho thấy được cái động thái thợ đào bán đã có nhiều hơn so với lại cái mức trung bình trong vòng 12 tháng qua và đương nhiên thường chưa chia sẻ là cũng có một số dấu hiệu là người ta có thể đẩy BC lên à, để mà chúc lời tại vì các bạn thấy được là giá cả à, ở mức là 28.000 đô à, thì các bạn đã thấy được là giá đã tăng liên tục mấy tháng qua từ cái mức là 15.500 đô lên tới mức này thì một cái phần trăm tăng trưởng cũng không hề nhỏ rồi chúc lời cũng là một điều chúng ta có thể hiểu được nhưng mà khác với lại BTC, Ethereum nên chúng ta vẫn tiếp tục thấy được là Ether lại tiếp tục và tiếp tục rời khỏi sàn giao dịch. Khi mình thường chia sẻ những thông tin liên quan đến là chúng ta còn bao nhiêu Bitcoin hay là Ether trên sàn, đó, thì đương nhiên có một số bạn nói là tại sao mà thường nói là BTC không còn bao nhiêu trên sàn nữa, tiếp tục bị rút ra nhưng mà giá không tăng. Tại vì các bạn nên hiểu đó đây chỉ là một phần của bài toán mà thôi. Để thấy được giá cả tăng đó là chúng ta cần nên hiểu là các bạn cần phải có cái à, nguồn cầu tăng lên nhưng mà nguồn cung đó giữ nguyên hay là giảm xuống thì giá mới tăng. Khi mà chúng ta thấy những cái thời điểm mà ảm đạm mà cái số lượng BTC liên tục rút ra khỏi thị trường, nhất là những lúc như chúng ta thấy được là nhiều người lo sợ sau khi mà FTX sụp đổ thì đã có rất nhiều BTC rời khỏi những sàn giao dịch. Lúc đó giá cũng đâu có tăng đâu các bạn. Nhưng mà tại vì chúng ta thấy được là người ta lo sợ cái uh, nguồn cầu không có nhiều thời điểm đó chứ dù nguồn cung giảm nhưng mà nguồn cầu còn giảm nhanh hơn nữa cho nên giá cả mới đi xuống nhưng mà khi mà chúng ta thấy được là cái số lượng BDC rời khỏi càng ngày càng có ít BDC trên sàn hơn mà một ngày nào đó giống như, như là gần đây đó cái nguồn cầu lại tăng lên nhưng mà cái nguồn cung đó thì đã giảm nhiều so với lại những tháng trước đó rồi dẫn đến là chỉ cần cái số lượng cầu nhỏ mà thôi đã thể đẩy giá của BTC lên rất là nhiều rồi Các bạn có để ý đó là cái những sự tăng trưởng này của BTC thì đương nhiên chúng ta cũng đã thấy à, có những cái à, lệnh đòn bẩy bị thanh lý nhưng mà thật ra đó, những con số đó tuy là cũng cao trong một thời gian ngắn nhưng mà nó không giống như là những cái thời điểm như là cách đây bài tháng khi mà các bạn thấy là có nhiều lệnh non bị thanh lý dẫn đến giá xuống mạnh Nên lúc đó chúng ta đã thấy nhiều ngày có hơn 1 tỷ đô la lệnh bị thanh lý gần đây chúng ta cũng thấy nhưng mà không có nhiều như vậy nhưng mà giá cả đó thì thì vẫn tăng rất là nhanh trong vòng khoảng chừng là 2 3 tháng qua. Thì tại sao vậy các bạn? Thì đương nhiên chúng ta đã nhìn thấy được là cái số lượng lệnh đòn bẩy trên thị trường nó đã không còn nhiều như khi xưa nữa ta có thể nhìn thấy được là nếu như các bạn so sánh trong thời gian là một năm qua thì một năm qua cái số lượng vậy hiện bây giờ đó coi như đã thấp hơn nhiều so với một năm trước và chúng ta cũng có thể nhìn thấy được là gần đây đó tuy đã có thêm một số lượng đồng bảy nhưng mà nó cũng ở cái mức ngang hàng như là hồi sau khi mà có nhiều lệnh bị thanh lý sau sự kiện của FTX đã không có còn tăng trưởng lại như khi xưa nữa và những lệnh đồng bảy hiện bây giờ đó cái số phần trăm sử dụng đồng bảy cũng không có nhiều các bạn có nghĩa là những cái thông tin liên quan đến BDC Ether rồi khỏi thị trường đó những thông tin đó rất là quan trọng dài hạn tại vì chúng ta muốn thấy được là ngày lại càng ít Bitcoin ít Ether trên sàn hơn hay là ít bất cứ đồng nào mà các bạn đang lưu trữ tại vì chỉ như vậy khi mà chúng ta thấy cái nguồn cầu trở lại đó thì chúng ta mới thấy được giá có một cái sự tăng trưởng mạnh mà không cần phải có quá nhiều lệnh đồng bảy bị thanh lý và chúng ta cũng tiếp tục thấy được là mạng lưới của BTC đó vẫn rất là tốt chúng ta nhìn thấy được là gần đây đó thì cái số lượng hash rate như là tốc độ đạo của BTC lại một lần nữa đạt cây đỉnh mới và chúng ta lại thấy được là đương nhiên độ khó đào cũng đã tăng lên có nghĩa là cho dù chúng ta thấy được một số những cái thợ đào có thể là họ đã nhân cái cơ hội tăng gần đây để mà chốt lời một ít nhưng mà chúng ta được là có khả năng là sau đó họ vẫn tiếp tục À, đầu tư trở lại để mà đào btc một cách hiệu quả hơn cho nên ta mới tiếp tục thấy được là hash rate tăng lên độ khó đào cũng đã tăng lên và đó là những cái thông tin uh, on chain căn bản thông báo mang lên cho các bạn chúng ta cũng có một số những cái uh, tin tức lạc quan mà tôi sẽ chia sẻ với các bạn